đại tướng Văn An nghi Xuân Văn nghi được những đại tướng nghi bắt nạn Việt Nam.
khép chặt vòng vây, lòng sâu kế hiểm nó xa tay hại người. Đức châu bà quyết không xa tay giặc vua nghĩa quân, quyết tiến mà xa hương thiêng trận trận mạc nghề sống pha. Việt Nam thừa quyền đi đồng đồng hàn sơn ta quân đông chúng đã